Xin chào mọi người đã quay trở lại với bộ môn những cái kỹ năng giao tiếp ứng xử trong kinh doanh. Điều đầu tiên, cho em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Tiến Lâm. Bên đây em đến từ Hà Nội, hiện tại em là sinh viên khóa 3 của Edic. Thì trong buổi học ngày hôm nay, em đã được học thêm từ thầy Trần Minh Hải những cái kỹ năng, những cái cách ứng xử ở ngoài xã hội cũng như trong công việc. Đặc biệt hơn là đối với một người doanh nhân, một người làm trong lĩnh vực kinh doanh, thì những cái yêu cầu về nhu cầu giao tiếp, về những cái cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại ở ngoài xã hội lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Thì đầu tiên trong buổi ngày hôm nay em đã có thể là rút ra cho mình những cái cách để làm thế nào để gây ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt với đối phương. Vậy thì khi nào chúng ta cần phải có những ấn tượng tốt như thế này? Thì chúng ta gặp nhau, chúng ta trò chuyện với nhau thì chắc chắn sẽ có lần đầu tiên, đúng không ạ? Thì cái ấn tượng đầu tiên nhìn về bản thân chúng ta cũng như là đối phương nhìn nhận về mình cũng như là mình nhìn nhận về đối phương, thì đó chính là cái ấn tượng, những cái đánh giá, những cái về gọi là thiện cảm mà chúng ta dành cho đối phương ngay từ cái lần đầu. Thì nhiều khi cái ấn tượng này rất là quan trọng, nó đánh giá toàn bộ cái cuộc trò chuyện ở phía sau, cuộc giao tiếp với nhau. Bởi vì con người chúng ta thích thường thì nói chuyện với những người với những cái gì mình thích, với những cái gì mình đã có ấn tượng tốt, có thiện cảm, thì nó sẽ dễ hơn là ban đầu đã có ấn tượng ác cảm rất là xấu rồi. Ví dụ như là lần đầu gặp bạn lại quần áo lại hơi lôi thôi một chút này, nói năng, lời nói thì lại hay văng tục này, cũng như là có những cái cách ứng xử nó chưa phù hợp, thì những cái câu chuyện ở phía sau, những cái trao đổi về thỏa thuận ở phía sau nó sẽ không còn được thoải mái như là khi chúng ta chỉnh chu về mặt quần áo, cũng như là có cái sự tinh tế, có sự chu đáo trong cách chuẩn bị của mình. Đó chính là cái cách mà chúng ta gây ấn tượng tốt đối với người đối phương khi mà gặp chúng ta lần đầu tiên. Người ta có câu là đầu xuôi đuôi lọt, đúng không ạ? Ngay từ ấn tượng ban đầu chúng ta đã nên truyền những cái thông điệp cho người đối phương, người nhìn là tôi là một người có thể tin tưởng được, tôi là một người có thể đảm bảo được cái trách nhiệm trong công việc. Thì những cái người mà chúng ta gặp lần đầu, đối phương khi chúng ta muốn giao tiếp hay là chúng ta muốn thảo thuận một cái hợp đồng nào đó, ký kết một cái hợp đồng nào đó chẳng hạn, thì họ sẽ phần nào đánh giá bản thân của chúng ta, những phẩm chất của chúng ta, những cái về đức tính của chúng ta ngay từ những cái ấn tượng đầu tiên như vậy. Thì đó chính là cái vai trò mà chúng ta nên có khi mà có được cái ấn tượng tốt, tạo được cái ấn tượng tốt khi mà chúng ta muốn giao tiếp, khi mà chúng ta muốn đi trò chuyện với người khác. Thì ví dụ như là sau khi chúng ta có thể là có một cái hợp đồng chẳng hạn, chúng ta được hẹn gặp mặt đối tác trong một cuộc gặp mặt ở ví dụ ở quán cà phê chẳng hạn, thì ví dụ như là đội người đối tác đó lại là một người khá là tinh tế, anh ta chọn một cái góc có thể là nhìn được cái cách đi, nhìn được cách đứng của chúng ta khi mà chúng ta đi dần đến quán cà phê đó chẳng hạn. Thì nếu như chúng ta thể hiện mình là một người vội vàng hấp tấp qua cách đi nhanh, hoặc là hơi lề mề một chút, chậm chạp rút qua cái cách đi chậm chẳng hạn, thì ngay từ ban đầu đủ người đối tác đó họ sẽ có cái đánh giá như vậy về bản thân chúng ta, là từ đó là họ có thể là đánh giá cái hợp đồng này, đánh giá cái thỏa thuận này nó có đi được đến kết quả tốt đẹp cho cả hai bên hay không. Tiếp vào đó, thêm một cái kỹ năng giao tiếp nữa, đó là lắng nghe. Em học được từ thầy, đó là người nói phải có người nghe, đúng không ạ? Nhưng tại sao lắng nghe lại là đỉnh cao của giao tiếp? Tại sao lắng nghe lại là một cái thứ rất là quan trọng giao tiếp? Thì khi mà một người nói, chúng ta đứng một một như thế này, khi mà chúng ta muốn nói ra một điều gì đó, chúng ta luôn muốn đối phương lắng nghe mình, luôn muốn đối phương tập trung vào những cái gì mình đang nói, luôn muốn đối phương hiểu được những gì mình đang truyền tải, đúng không ạ? Thì lắng nghe là một công cụ giúp chúng ta làm được điều đó, giúp bản thân chúng ta hiểu được câu chuyện, giúp cái cuộc trò chuyện đó tạo nên không khí nó thoải mái hơn một chút. Bởi vì sao? Lắng nghe có một câu nói rất hay, đó là hãy học cách lắng nghe đi, bởi vì cơ hội có thể gõ cửa một cách rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Để bổ trợ để cho cái việc giải nghĩa cái câu ở trên, thì em có những cái câu nói ví dụ như là cơ hội có thể đến với bất kỳ ai, sẽ đến với tất cả chúng ta, nhưng mà cơ hội cũng không đến lần hai, đúng không ạ?
khi mà chúng ta nhận ra một cái gì đó nó là cơ hội, có thể nó rất là nhẹ nhàng, cũng có thể là nó rơi đột trước mắt thì không làm gì rồi, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nhỏ thôi. Và nếu như chúng ta không học được cái lắng nghe, không chớp được cái thời cơ đó thì làm sao chúng ta có được cơ hội đó, đúng không ạ? Thì lắng nghe tốt, chúng ta có thể đảm bảo được những cái cơ hội của mình sẽ đến một cách, mặc kể cả nó nhẹ nhàng nữa thì chúng ta vẫn có thể nắm bắt được. Bởi vì khi chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm hiểu, chúng ta có thể là thu nhận tất cả những thông tin, chúng ta có thể là hiểu được những gì mà người khác đang nói, hiểu được cái ẩn ý trong từng lời nói, từng cái câu từ của người ta. Bởi vì như một video trước em cũng đã nói là khi mà chúng ta nói là quá trình chúng ta truyền tải thông tin của mình, truyền tải những tư tưởng, tình cảm của mình qua từng câu, từng chữ một. Và chúng ta rất thích nói theo kiểu là ẩn ý, đúng không ạ? Ẩn dụ. Thì chúng ta luôn muốn là có người là lắng nghe được, chúng ta luôn muốn một người là nó hiểu được, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ nếu như mà bạn có một câu đùa chẳng hạn, bạn cho cái ẩn dụ của nó, cho cái tính ẩn ý trong tư tưởng mà bạn nghĩ ra trong đó, và bạn đem đi ví dụ là kể với văn phòng của bạn chẳng hạn, thì nếu như những cái người mà họ lắng nghe, họ sẽ có thể hiểu được và họ cũng có thể là bật cười, bởi vì cái câu của bạn nó rất là ẩn ý và cái ẩn ý nó rất là hay, họ nhận ra điều đó và họ bật cười. Còn những người mà họ không lắng nghe, họ không hiểu thì họ lại không biết là tại sao chúng ta cười, đúng không ạ? Và dần dần nếu như số đông mà có cái thái độ tích phản hồi tích cực thì dần dần cái người đó, cái người không lắng nghe đó sẽ bị cô lập lại, đúng không ạ? Chỉ trừ trường hợp là cái ẩn ý của bạn nó quá khó để nhận ra và họ không cười, thì đấy là do bạn chưa biết cái cách mà truyền đạt cái tư tưởng của mình. Theo đó là tại sao chúng ta cần phải lắng nghe, tại sao chúng ta cần phải đứng lại một lúc và nghe những gì khác nói, đúng không ạ? Khi mà ví dụ bước vào một buổi tiệc chẳng hạn, có một nhóm người đang trò chuyện với nhau về một vấn đề mà họ cười rất là nhiều, họ nói chuyện với nhau rất là nhiều và bạn muốn là tham gia vào cuộc trò chuyện đó, đúng không ạ? Thì đối với những người mà chưa có sự lắng nghe thì họ nhảy vào ví dụ như là làm chủ cái cuộc nói chuyện đó và họ nói thao thao bất tuyệt, không hề quan tâm là cái chủ đề nó nói về cái gì, hoặc là nếu mà quan tâm họ chỉ nói được phần hơi nổi một chút, hơi có thể là nhận ra ngay chứ chưa thực sự là biết cái chủ đề của câu chuyện đó là gì, đúng không ạ? Thì nếu như điều đúng thì họ sẽ chỉ nhận được cái gì đó là hơi bề nổi một chút, chỉ quan tâm được cái về bên ngoài mà chưa thực sự là hiểu được mọi người đang muốn nó là cái gì, và dần dần họ sẽ bị cô lập vào cái gặp những cái tình trạng ví dụ rất là bối rối mà lúng túng, không thể nào mà xử lý được, bởi vì ngay từ ban đầu họ cũng đã hiểu là chúng ta nói cái gì đâu mà họ cứ nói vào thẳng, đúng không ạ? Nếu như chúng ta là một người biết lắng nghe, chúng ta sẽ dần dần đi đến và không cần nói những câu gì đó quá dài, chúng ta nói những câu ngắn, như những câu chào hỏi bình thường, và chúng ta lắng nghe bằng đôi tai của mình, lắng nghe bằng cái mong muốn là muốn tham gia vào cuộc nói chuyện đó, và chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm hiểu những cái thông tin, tìm hiểu về mọi người đang muốn nói vấn đề gì, mọi người đang muốn là tham gia cái cuộc trò chuyện này để làm gì và họ đang trao đổi cái gì, đúng không ạ? Thì sau đó chúng ta sẽ lật lại trong trí não của chúng ta là chúng ta biết cái gì về cái vấn đề này, hoặc là chúng ta có thể nói gì, chúng ta có thể làm gì với cái chủ đề này, và để mà có thể là tăng cái sự thoải mái, tăng cái không khí vui vẻ cho cuộc trò chuyện này, đúng không ạ? Thì sau khi chúng ta đã lắm bắt được rồi, chúng ta đã có thể là chọn lọc những cái thông tin chúng ta cần đưa ra rồi, thì chúng ta sẽ lựa được một khoảng thời gian rất là tốt đẹp nào đó chúng ta nói ra, và sau đó cuộc nói chuyện nó sẽ tiếp diễn. Và nếu như chúng ta làm đầy đủ các bước đó thì thậm chí là không bao giờ có hồi kết cho cuộc nói chuyện, đúng không ạ? Tiếp đó là cách nào để chúng ta có thể lắng nghe. Thì đầu tiên, lắng nghe nó là một nghệ thuật và không phải ai cũng biết cách lắng nghe đối phương trong khi giao tiếp. Chúng ta cần phải lắng nghe chỉ bằng đôi tai của mình. Ví dụ như là một người diễn giả, một người MC trên sân khấu, anh ta có thể là ngoại hình hơi thô lỗ một chút, hơi thô kệch một chút, nhưng mà những cái lời anh ta nói, nếu như chúng ta hiểu được thì nếu chúng ta ngẫm được thì rất là hay. Vậy thì chúng ta nên chỉ là lắng nghe bằng đôi tai của mình, chứ không cần quá quan tâm đến cái vẻ bề ngoài của họ, vẻ body của họ là cơ
có thể họ như là trang phục, chúng ta chỉ cần nên và đủ khi mà chúng ta lắng nghe bằng đôi tai. Thế vào đó khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta hãy cố gắng là nghe một cái cách khách quan nhất, không để cái cảm xúc của mình lấn chiếm vào trong cái cách nghe của mình, và luôn để cho cái câu chuyện khách quan nhất có thể, hãy lắng nghe được nhiều người, đúng không ạ? Tiếp đó là đối với bất kỳ một cuộc nói chuyện nào, đối với bất kỳ một cái gì đó chúng ta gặp hàng ngày, chúng ta đều phải bỏ vào trong đó sự tập trung, và giao tiếp lắng nghe cũng không phải lệ, chúng ta cần phải lắng nghe. Bởi vì lỡ đâu trong một câu nói khá dài của người ta, họ đưa ẩn ý vào, họ chỉ đưa vào khoảng một hoặc hai từ, mà lỡ thì chúng ta không tập trung chẳng hạn, chúng ta đánh rơi cái khoảng lặng đó, và họ mượn lỡ đi cái ẩn ý người ta muốn truyền đạt, đúng không ạ? Bởi vì ngôn ngữ của Việt Nam, cái văn phong của Việt Nam rất là hay, thậm chí là chỉ rơi rớt một hai chữ thôi nó đã là tạo ra một câu chuyện khác rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cần cái sự lắng nghe này, cần phải có sự lắng nghe để có thể là tập trung 100% vào, không nói 100%, chúng ta tập trung tối đa, phải một cách tối đa vào cái gì người ta đang nói, và từ đó hiểu ra được cái ẩn ý, nắm bắt được cái cơ hội để cho bản thân mình. Và đó chính là hai cái kỹ năng giao tiếp và ứng xử mới mà hôm nay em được học. Em cảm thấy là hai kỹ năng này rất là hay đối với những một cái cuộc giao chuyện ở đó, giao tiếp ở đó, thì chúng ta phải có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì chúng ta mới muốn nói chuyện, đúng không ạ? Thường là con người chúng ta muốn như vậy, hay là chúng ta cần phải có sự lắng nghe thì người ta muốn, thì người ta mới là muốn trò chuyện với mình nhiều hơn, đúng không ạ? Đó, mong là mọi người sẽ có thêm những cái hiểu biết, những cái thông tin về hai cái cách ứng xử này, và em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến tận phút cuối, và chúc mọi người có một ngày tốt lành.